gì đó khá là tốt. Bên công ty không ai nhận người làm đâu hả? Ừ. Chỉ đi mày được khá hả? Không biết em ơi, làm cái gì mày đó chỉ cần nha, mấy mối em này có bằng cấp ba ra thì nó hàng điểm khá rồi, tao không nhận rồi đó. Đúng rồi, hẹn quá rồi. Ừ, rồi. Trời ơi, cái bàn này ít vải luôn á. Ít, ừ, ít thằng bàn có 4 cái à. Đã xong rồi thì mình đang ngồi đây. Bà đâu, để tao nghe được, mình có dùng cái gì không? Chị thấy da em hả? Da em hả? Dùng cái gì đây cũng đứng hết á. Em mày nhìn thấy da tao dày không? Sửa rửa mặt dày nữa. Sửa rửa mặt cũng sửa được luôn á. Khỏe em mà dùng được cái hở chắc ra mặt em thằng ra cái đấy được cái gì không? Hôm qua đến có 4 nay tới 5 ngày. Hôm qua nó dùng mặt em đúng không? Biết. Sao rồi? Hôm qua dùng mặt em hàng ngày. Thì quên ấy lên nè, lấy bỏ sang đây. Nên trên tự lên. Đó có 4 à. Thật. Qua làm bây giờ là do từng cái cho mặt mình được đẹp quá. Dùng xi măng. Nóng ghê á. Hôm nay thì bóng vô. Mình ơi. Biết không? Mình ơi lên không. Quay bay một chút sang đây xíu. Một xíu thôi. Đừng có bằng chuyện nó bay nó lợi chị đó. Bây giờ thứ hai rồi. Nó buồn ra. Quạt kia đó. Hai đứa quay có cái đoạn tốt lắm rồi. Đây, hai bộ ôi, quả mệt quá vậy đó. Hai bộ đúng không? Không thấy. Lên. Em bỏ cái này. Mệt kiểu muốn làm gì để quay sức cả nhà. Kiếm sao? Để xin cái kia cho trang mát với. Để ra chỗ Linh á. Không, để đây đi. Còn chị thì... Tương có má. Để mày. Má để chỗ Linh cũng là má hết. Bật cái số mà to nhất phủ hết lên mặt chị. Không cần quay đâu. Nó ngồi đây nó cũng kêu nó không được mát rồi. Nó ngồi đó nó ngồi đó không được mát. Mày đi đâu. Cho rồi bây giờ mày xuống sáng đây rồi. Ô mày. Mày sẽ tạc ra. Chịu bây giờ thì bây giờ chị còn sợ chị không dám nói gì mà chị cứ lên tiếng vậy à? Chết tao. Mọi người hẹn ngoài cổng. Chị ơi, em với chị hẹn ngoài cổng hả? Đúng rồi. Mày. Em cứ hỏi chị tao hả? Em hỏi chị tao rồi à? Đi luôn nghe luôn. Hả? Chị tao rồi. Quỳ dài à? Đủ 8 phút đứng lên thôi chị giặt. Đi luôn nghe. Xả đi, xả đi. Xả đi, bỏ con xả luôn đi chị. Không có hồn gì. Đúng rồi. Chào má chào. Có ai cùng chơi với mình không ta? Chị bỏ cái điện thoại nó xịt xuống dưới nè. Đó ừ. Em gọi chị thôi. Rồi đó. Để điện thoại ngang nó hay bị dọc lắm. Anh thích em như xưa. Tính em thích hoan hiền. Em không hoan hiền bao giờ. Nói biết chọn biết cặp đôi mình nó lên ra ngoài nè. Nè quê. Không biết em sao ha. Không biết làm gì làm thế. Hãy biết người ta làm nào kê người ta. Cứ làm cứ thương. Có lông trên mắt là được đúng không? Cười. Em biết bởi mà mọi người chị này mua riêng. Dụng như thật em sợ. Thiệt á. Đúng rồi, dụng như thật á. Làm cái đó quéo, cố thật của mình thì được có mấy cậu như mà nó làm nó rơi hết thì còn ngu ha. Còn ngu là phải giữ ngu. Còn ngu là gì? Người ngu phải giữ như thế mà không mới đỡ được. Ngu là không. Ngu là không. Đâu đó. Đúng, ngu là đâu đó. Chà em có đi nó bị dọc không chà? Cái máu nó ra. Không, cứ không đi.
mà tại nó dũng đâu vậy, tại vì nó là bây giờ đâu. Em mua cái áo 90 ngàn anh không tiếc nữa. Chừng nào chồng em đón mới về được chứ làm gì được sớm chị. Chị cứ đi về với em mà theo chồng chị ông. Em đi làm đường nào cũng gặp chồng chị hết. Rồi đúng không? Đường làm em làm ngay đây à? Đường em đi á. Hôm qua chị gặp chồng chị. Xem đớp Thảo ơi. Mấy giây thôi, thiếu mấy giây, thua mấy giây. Mấy chục giây. Cũng được à? Bà. Cái gì? Ai ghê gớm? Gió thổi bay cũng bông hoa mình chửi bà nữa. Hôm qua